Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Để làm miếng tôm nó xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tô mò nha các bạn ơi. Bây giờ mình tô màu xanh nha các bạn ơi.